Tại miền Bắc, các tỉnh thành đồng loạt giảm giá 1.000 đồng một kg. Giá lợn hơi khu vực này dao động từ 50 đến 51.000 đồng một kg. Ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên, có đến 6 địa phương từ Quảng Bình đến Bình Định cùng giảm đến 2.000 đồng xuống còn 50.000 đồng một kg. Tại miền Nam, thị trường cũng không tránh được xu hướng giảm giá. Tại Đồng Nai ghi nhận giảm 1.000 đồng xuống 53.000 đồng một kg. Cà Mau vẫn giữ được mức giá cao nhất cả nước với 55.000 đồng một kg. Đà giảm giá đồng loạt này đưa giá lợn hơi bình quân cả nước xuống còn 51.400 đồng một kg.